ốc bươu. Ốc bươu bà con biết hết phải không bà con? Ốc bươu là nó mềm, thịt rẻ, giá tiền cũng rẻ mà dễ ăn, nó tốt cho sức khỏe. Mà không phải nó tốt cho sức khỏe là ai nó cũng tốt hết, người nào cũng tốt hết, bệnh nào cũng tốt hết đâu bà con. Đó là có những người có bệnh thế này, vui lòng đừng ăn ốc bươu mà nó không tốt cho sức khỏe của mình. Đó là những người nhiễm khuẩn đường ruột, không ăn ốc bươu, viêm loét dạ dày, bệnh gút. Những gì mà có liên quan đến đường ruột là vui lòng đừng ăn ốc bươu. Còn ăn ốc bươu nó tốt cho sức khỏe, là nó tốt cho mắt, tốt tốt cho việc bổ thận, tăng cường sức mạnh cơ bắp, bổ sung canxi, thanh nhiệt, chữa sơ gan, viêm gan mãn tính, tốt cho tim mạch, tiểu đường, tốt cho mắt. Nhưng mà khi ta ăn là không quá, khi ăn không quá 2 lần trên một tuần, một tuần ta ăn không quá 2 lần. Bà bầu và phụ nữ sinh con và phụ nữ cho con bú ăn ốc như các loại ốc khác, nhưng không quá 200 gram một lần ăn nha bà con. Chứ đừng ăn nhiều, nó không có tốt gì đâu bà con ơi. Kênh chúng tôi có 4 video nói về đời sống và sức khỏe, bà con có thấy được, vui lòng đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi. Và bà con có thấy được thì bà con đăng ký rồi thì bà con chia sẻ, đăng lại để mọi người cùng nhau biết mà mạnh khỏe. Bà con thấy rồi, đăng ký thì 4 video đời sống và sức khỏe, bệnh gì, ăn gì, bệnh gì, không nên ăn gì sẽ sớm đến với bà con. Chúc bà con ta vui, vẻ, mạnh khỏe. Xin chào, nào nào, nào.